video ngày hôm nay mình sẽ cắt dán sản phẩm cái nồi đây các bạn này. Và để làm được sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công, dạ kéo cắt và hồ sáng. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Xin chào bạn nha, bây giờ mình sẽ vào chi tiết cắt dán các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt như vậy.
Như vậy video của mình đã kết thúc nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trên tay mình đang cầm đây là sản phẩm hạt tiêu, loại hạt tiêu nha các bạn ơi. Để làm được sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công này, giải kéo cắt và màu sáng. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm. Xin chào các bạn nha, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cắt giá nha các bạn.
Như vậy là video của mình đã kết thúc. Như bạn, nếu các bạn thấy đẹp cho like bạn.